Đây, ở đây các bạn tạo tạo cho nó một cái lưới trục ha, lưới trục nè, để canh chỉnh cái khung nhìn ha cho nó đều. Đây các bạn chọn nó new nè, được chưa? Các bạn có thể tạo thêm một cái lưới trục khác. Ví dụ lưới trục à, kiến trúc đi. À, để canh chỉnh chút, Mó ok nha. Được yeah. chưa? Đó, thì cái này các bạn có thể tạo cho nó, ví dụ cái này nó là 2 20 x 20 đi. Được yeah. Đó. Rồi các bạn chọn ha, các bạn chọn cái vị trí này chỗ này các bạn chọn vị trí chỗ này các bạn di chuyển nó vào được chưa di chuyển nó vào nha chọn di chuyển nó vào chọn di chuyển vào được chưa rồi chuyển vào thì ví dụ cái góc này các bạn ha muốn di chuyển nó ở góc gì hai hai bốn rồi ok mình muốn di chuyển nó ở góc hai bốn thì các bạn sẽ di chuyển đến góc 24 như thế này đó được chưa đó rồi qua bên đây cũng vậy à bên đây các bạn cũng phải bật nó lên hả qua bên đây bật các bạn bật nó lên vị trí 24 đó đây cũng 24 nè đây cũng vị trí 24 thì khi các bạn lật cái trang giấy nó không bị chạy ha không bị chạy mặt bằng được chưa rồi